Quân sự thế giới hôm nay mùng 6 tháng 4 có những nội dung sau. Su-34 tập kích bằng bom nhiệt áp ODAB-500, Hải quân Pháp đưa tàu ngầm Duwai Chuin vào hoạt động UAV Sokol 300 của Ukraine có thể vươn tới Bắc Cực. Tiêm kích Su-34 thả bom nhiệt áp ODAB-500 tập kích căn cứ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố một đoạn video máy bay chiến đấu Su-34 thả bom nhiệt áp ODAB-500 tấn công các căn cứ của lực lượng Ukraine. Không quân Nga hiện đang sử dụng bom nhiệt áp ODAB500 mới, được trang bị mô-đun hiệu chỉnh phổ quát và bộ dẫn đường UMPK, điều này giúp bom ODAB500 trở thành một vũ khí có độ chính xác cao. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy máy bay ném bom Su-34 của Nga có thể mang theo 4 quả bom nhiệt áp ODAB500. Su-34, định danh NATO Fulbright là máy bay ném bom chiến thuật tiên tiến của Nga, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên không trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Một trong những đặc điểm nổi bật của Su-34 là tốc độ và khả năng được trang bị vũ khí toàn diện. Su-34 có thể đạt vận tốc tối đa mắc 1,8, tương đương 1920 km h nhờ được trang bị động cơ An-31FM-1 mạnh mẽ. Su-34 được tích hợp vũ khí dẫn đường không đối đất và không đối không tầm xa máy bay cho phép triển khai tới 8.000 kg vũ khí trên 12 giá treo. Ngoài ra, Su-34 còn được trang bị pháo GSH-301 30mm cho tác chiến tầm gần. ODA 500 là một loại bom nhiệt áp do Nga chế tạo để tiêu diệt các cụm mục tiêu cố định như bong ke, chiến hào, trụ sở, kho vũ khí. Bên cạnh đó, loại bom này cũng có khả năng vô hiệu hóa các bãi mìn chống tăng. Oda500 có đường kính 50 cm chiều dài 2,38m và có trọng lượng khoảng 500 kg trong đó chất nổ chiếm 193 kg trọng lượng sau khi được thả từ máy bay bom sẽ nổ trên không đồng thời giải phóng hỗn hợp cháy tạo ra một vụ nổ lớn vụ nổ này tiêu thụ toàn bộ oxy hiện có ở khu vực lân cận có thể gây ra thêm một vụ nổ thứ cấp phá hủy mọi mục tiêu trong bán kính từ 25 đến 30m Điều này khiến ODA D500 trở thành một vũ khí quan trọng được sử dụng để tấn công các cơ sở kiên cố hoặc dưới lòng đất khó bị phá hủy bằng chất nổ thông thường. Khi được triển khai từ máy bay chiến đấu, ODA D500 có thể được thả ở độ cao từ 200 đến 12.000 m với tốc độ lên tới 1.500 km h Nếu được thả từ trực thăng, độ cao thả dao động từ 220 đến 5.000 m, vận tốc từ 50 đến 400 km h Hải quân Pháp đưa tàu ngầm Duwai Chuin vào hoạt động. Trang Navi Recognition đăng tải thông tin Hải quân Pháp chính thức đưa tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân SSN Duwai Chuin vào hoạt động. Duwai Chuin là tàu ngầm thứ hai trong lớp Suffren được chế tạo nhằm thay thế đội tàu ngầm lớp Rubis vào năm 2030. Trước khi được đưa vào hoạt động chính thức, Duwai Chuin đã trải qua một loạt các bài thử nghiệm trên biển từ tháng 3 năm ngoái. Sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm, tàu hiện đã sẵn sàng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo nhà sản xuất, Duwai Chuin có chiều dài 99,5m, rộng 8,8m, mớ nước 7,3m. Tàu có lượng giãn nước khi nổi là 4.650 tấn và khi lặn là 5.300 tấn. Tàu có sức chứa 65 người. Được trang bị lò phản ứng nước áp lực K15 công suất 150MW, tàu có thể đạt vận tốc khoảng 46 km h và duy trì vận tốc 26 km h khi nổi. Tàu có thể hoạt động ở vùng nước sâu tới 350 m tàu được trang bị tên lửa hành trình để tấn công các mục tiêu trên bộ, ngư lôi dẫn đường, tên lửa chống hạm Esoset SM-39 hiện đại hóa và các trang thiết bị hỗ trợ các hoạt động của lực lượng đặc biệt. UAV Sokol 300 của Ukraine có thể tấn công căn cứ của Nga ở Bắc Cực. Theo Bulgarian Military, Ukraine mới đây đã tích hợp một loại đạn cải tiến vào máy bay không người lái, UAV Sokol 300. UAV Sokol 300 do Cục Thiết kế Công nghiệp Luch của Ukraine phát triển. Máy bay có chiều dài 8,5m và sải cánh rộng tới 14m. Thiết kế của nó có nhiều điểm tương đồng với UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ. Nền tảng không người lái này có thể mang tải trọng 300kg, trần bay 9,1km và phạm vi hoạt động là 3.300km, tương đương với khoảng cách từ điểm biên giới giữa Nga và Ukraine tới ít nhất 80 căn cứ không quân nằm trong khu vực bắc cực của Nga ở Murmansk. Tuy nhiên, có nhiều thông tin khẳng định rằng trần bay của UAV này có thể đạt tới 12 km. Sokol 300 được trang bị tên lửa RK10, B2M và RK2P, mang lại khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 10 km. Ngoài ra, máy bay còn được tích hợp radar khẩu độ tổng hợp và trạm radar nhỏ gọn, cung cấp phạm vi quét chính xác 30x30 cm ở độ cao 5 km. Điểm đặc biệt của dòng UAV này là thiết kế kiểu mô đun nên có thể lựa chọn hai động cơ khác nhau để phù hợp cho từng nhiệm vụ như động cơ AI450T2 của Ukraine và Rotex 914 của Australia. Hơn nữa, trọng lượng cất cánh của Sokol 3000 không chỉ phụ thuộc vào loại động cơ được lắp đặt mà còn phụ thuộc vào phạm vi bay của phương tiện.